Nằm đầu tiên trong danh sách này đó là chiếc micro Bose QM990. Nổi bật không chỉ ở thiết kế high-tech cực kỳ sành điệu và hiện đại, QM990 còn là một chiếc micro có khả năng lọc tạp âm lên tới 95% nhờ công nghệ Fitbit của Mỹ. Với màng lọc âm tiêu chuẩn, được thiết kế từ thép không dỉ, QM990 thu trực tiếp âm thanh phát ra từ miệng người hát mà không thu các tạp âm như tiếng thở, âm gió hay nhạc nền, tiếng ồn từ môi trường xung quanh. Dù lọc âm siêu đỉnh như vậy, nhưng khả năng hút âm của QM990 vẫn được đảm bảo tuyệt đối. Tại vị trí thứ hai, đó là chiếc micro BF Audio G8 tạo hình từ lớp vỏ nhôm CNC phủ lớp sơn bạc vô cùng bắt mắt. G8 thực sự hoàn hảo về cả ngoại hình lẫn tính năng. Công nghệ chống và ngắt thú tự động hoàn hảo cho đạt thể suất khuê dọc và biểu diễn mà không cần phải lo ngại những tiếng rú, rè hay rít xuất phát từ micro, kể cả khi bạn có vô tình đưa micro về đúng loa hay đặt micro ở gần điện thoại di động. Khả năng loại bỏ tạp âm của G8 cũng chẳng thua kém gì so với Bose QM990. Mọi nguồn tạp âm từ tiếng thở, âm gió cho tới tiếng trò chuyện xung quanh đều bị triệt tiêu hoàn hảo. Cái tên cuối cùng trong danh sách này chính là chiếc micro Variety SE55, như là tổng hợp toàn bộ ưu điểm mà hai chiếc micro trước sở hữu. Từ khả năng lọc bỏ tạp âm triệt để và khả năng hút giọng cực mạnh như QM990 cho tới việc được trang bị công nghệ chống rú rè chẳng kém cạnh gì G8. Variety SE55 còn trở nên vượt trội hơn với tính năng điều chỉnh giọng hát của người sử dụng, giúp cho các đoạn cao trào và vẫn tha hồ lên cao, khuê giọng cao vút mà không sợ vỡ tiếng. Chất giọng dù cao hay trầm, mạnh hay yếu thì âm thanh tai loa rõ, trong và thật. Điểm nổi bật nhất của SE55 đó là chế độ ngắt tự động sau 5 giây không hoạt động hoặc khi bị rơi. Điều này giúp tăng tuổi thọ cho pin, tiết kiệm chi phí bảo trì cho bạn cũng như tránh là bạn giật mình hay mất hứng bởi những tiếng va đập thu vào từ micro khi rơi.